Chào mừng các em đến với tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Tiết học hôm nay vẫn chủ đề thứ 6 của chúng ta là ứng dụng trang trí chữ. Và bài hôm nay chúng ta học đó là bài 16 trình bày khẩu hiệu. Thì thường chúng ta thấy trình bày khẩu hiệu vào dịp nào nè? Hoặc là chúng ta thấy ở đâu? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài trình bày khẩu hiệu qua các phần sau đây. Thứ nhất đó là phần quan sát nhận xét. Thứ hai là các bước thực hiện bài trình bày khẩu hiệu. Và cuối cùng đó là phần thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng tham khảo một số những cái khẩu hiệu mà cô đưa ra, cô đã sưu tầm được cho các em. Thì chúng ta có khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt nè, hoặc là ra sức thi đua học tập tốt đó. Và với cái chữ ra sức thi đua học tập tốt thì chúng ta thấy là có nhiều cách bố cục khác nhau nè ha. Rồi, hoặc là khẩu hiệu không có gì quý hơn độc lập tự do. Thì cái khẩu hiệu này chúng ta thường hay thấy ở đâu nè? Thường hay thấy ở trong lớp, đúng không nè? Ở trên bảng, phía trên của bảng á, thường chúng ta thấy có cái phần tranh Bác Hồ. Rồi bên dưới có chữ, có cái dòng chữ khẩu hiệu là không có gì quý hơn độc lập tự do nè. Và cái chữ thi đua dạy tốt, học tốt cũng vậy. Thường thì chúng ta thấy khẩu hiệu đó hay được treo ở trong lớp. Ở phần quan sát nhận xét, chúng ta tham khảo thêm. Ví dụ như là khẩu hiệu học, học nữa, học mãi. Câu này rất là quen đúng không nè? Rồi, với cái chữ học, học nữa, học mãi này thì chúng ta thấy là gì? Cũng có hai dạng bố cục khác nhau, tùy theo cái khuôn khổ mà chúng ta lựa chọn. Và nó có thêm gì? Hình trang trí đường viền, cũng như là ở bốn góc có cái khung trang trí làm cho nổi bật, tạo nên cái khẩu hiệu của chúng ta nó mang cái tính đang trang trí nhiều hơn. Thì qua phần quan sát các khẩu hiệu trên, các em hãy cho cô nhận xét cách trả lời câu hỏi như sau. Thứ nhất, cho cô biết khẩu hiệu là gì. Và thứ hai, thế nào là một khẩu hiệu đẹp. Và cuối cùng, câu số 3, hãy kể tên những cách trình bày khẩu hiệu mà em đã quan sát. Thì sau khi chúng ta trả lời xong, chúng ta sẽ ghi vào trong tập. Mấy em sẽ tự ghi ở phần cách các bước tiến hành trình bày khẩu hiệu. Thì giống như bài ở lớp 6 chúng ta đã học về bài kẻ chữ in hoa nét đều và in hoa nét thanh nét đậm. Thì khi chúng ta lựa chọn khuôn khổ của khẩu hiệu thì chúng ta sẽ tiến hành bố cục chữ, có thể sắp xếp một dòng, hai dòng hoặc là 3 dòng, 4 dòng, tùy theo cái dòng chữ khẩu hiệu nó dài ngắn sao cho hợp lý. Ví dụ ở đây cô chọn là chữ không có gì quý hơn độc lập tự do, và cô đã ngắt dòng làm 3 dòng. Ví dụ như là không có gì xuống hàng quý hơn xuống hàng độc lập tự do. Sau khi chúng ta phát mảng bố cục, xếp bố cục chữ thành dòng, thì chúng ta sẽ tiến hành chia khoảng cách giữa các con chữ và các dòng chữ. Chia khoảng cách giữa các con chữ, ví dụ chữ không thì chúng ta thấy là gì? Có mấy con chữ? Có 5 con chữ, chữ K, chữ H, chữ O, chữ N, chữ G. Thì như vậy giữa những cái con chữ này chúng ta thấy nó có khoảng cách, đúng không nè? Khoảng cách nó nhỏ thôi, ít thôi. Và giữa chữ không và chữ có thì chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa chữ không và chữ có thì nó sẽ nhiều hơn so với khoảng cách giữa các con chữ. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành kẻ chữ
Bạn nào thích trang trí thêm thì chúng ta sẽ vẽ thêm họa tiết khung hoặc là trang trí khung cũng được. Rồi chúng ta tiến hành tô màu. Đó là các bước thực hiện một cái bài trình bày khẩu hiệu sao cho nó cân đối. Ở đây cô gợi ý cho chúng ta một số những cái mẫu trang trí khẩu hiệu có dạng khung để chúng ta tham khảo. Để khi chúng ta lựa làm một cái bài khẩu hiệu thì chúng ta có thể lựa chọn cái nào cho phù hợp với cái phần trang trí của mình. Đây cô cũng sưu tầm cho mấy bạn một cái bảng chữ in hoa nét đều. Thường thì khẩu hiệu chúng ta thấy là người ta sử dụng những dạng chữ in hoa nhiều hơn. Và chúng ta đã học ở lớp 6 rồi, có hai dạng chữ, đó là in hoa nét đều và in hoa nét thanh nét đậm. Thì đây cô chỉ đưa cái bảng chữ in hoa nét đều để chúng ta tham khảo. Và kế bên thì có hướng dẫn cho chúng ta cách kẻ chữ in hoa nét đều, có nghĩa là tất cả các nét của nó đều bằng nhau hết. Còn chữ nét thanh nét đậm thì chúng ta phải biết cái nét lên là nét thanh hay là nét đậm. Thường là nét lên là nét đậm và nét xuống. Thường nét lên là nét thanh và nét xuống sẽ là nét đậm. Và nét ngang từ trái qua phải cũng là nét thanh. Đó, cho nên là chúng ta phải nắm được cái quy luật để mà vẽ kẻ chữ nét thanh nét đậm. Đó khó hơn, cho nên là cô đưa cái đơn giản nhất đó là chữ in hoa nét đều cho chúng ta dễ hình dung hơn. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ trình bày khẩu hiệu theo ý thích của mình. Đây là một số bố cục cần tránh để chúng ta có thể lưu ý khi chúng ta trình bày một cái khẩu hiệu. Nghĩa là mấy em sẽ cùng nhìn lên trên cái khẩu hiệu thi đua học tập tốt, thì chúng ta thấy là khoảng cách giữa các con chữ như vậy hợp lý rồi. Nhưng mà khoảng cách giữa các chữ nó bị dính quá. Ví dụ như giữa chữ thi và chữ đua thì cái khoảng cách này nó sát quá, nhìn nó cũng không đẹp. Hoặc là chữ học và chữ tập tốt cũng vậy, cái khoảng cách giữa các chữ học tập tốt này nó quá nhỏ, quá ít, nên đâm ra chữ của chúng ta nó bị dính. Cho nên khi là trường hợp này thì chúng ta sẽ có thể là cho cái độ dày của chữ nó mỏng lại xíu, để cái khoảng cách giữa các con chữ nó sẽ, để khoảng cách giữa các chữ nó sẽ giãn ra. Rồi ở bên dưới chữ ra sức thi đua học tập tốt này nó có bố cục không đẹp vì lý do là xuống dòng chưa hợp lý. Nên chúng ta cũng lưu ý cái việc ngắt dòng hợp lý nó rất là quan trọng khi chúng ta trình bày khẩu hiệu. Và trong một dòng chữ khẩu hiệu thì chúng ta không nên gọi là bố cục chữ lớn nhỏ như thế này ở hình số 3 bên dưới, mà chúng ta phải cho dạng chữ nó có kích cùng một kích thước để người ta dễ quan sát, làm cho bố cục của ta nó đẹp hơn. Đây là một số những cái hình trang trí mà cô đã sưu tầm. Ví dụ như là không có gì quý hơn độc lập tự do, và bạn của chúng ta trang trí, vận dụng trang trí hình con bướm và lá. Chữ thì tạo độ chuyển màu, làm cho trên cái nền vàng rất là nổi bật. Hoặc là bên dưới không có gì quý hơn độc lập tự do, thì chúng ta thấy là sử dụng trang trí đường viền trên dưới cũng được. Và đây là dạng chữ in hoa nét thanh nét đậm. Hoặc là chữ toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh Covid, hoặc là chữ in hoa nét đều. Rồi tiên học lễ, hậu học văn, dạy tốt, học nữa học mãi, vân vân. Đó, chúng ta lưu ý nếu mà nền đậm thì chữ sẽ sáng, hoặc là nền sáng thì chữ sẽ đậm để làm cho nổi bật. Và chúng ta lưu ý là chúng ta không nên sử dụng nhiều màu trong một cái khẩu hiệu. Tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng một màu duy nhất cho cái chữ.
thì nhìn nó sẽ tập trung cái nội dung hơn. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các bạn chúng ta hoàn thành bài ghi rồi chuẩn bị cho bài sau chúng ta sẽ học, đó là bài giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người. Dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa với A4 để chúng ta có thể tập vẽ, xác định khuôn mặt người để mai mốt chúng ta có thể vẽ chân dung người nè. Rồi bút chì, gom. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn các em vào tuần sau.